Em chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Như Ý. Hôm nay Như Ý đem lại cho tất cả mọi người một cái mảnh rẫy có diện tích là 4 hectare nha mọi người. Cái mảnh đất này được tọa lạc tại xã Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha. Mảnh đất này thì sổ sách đầy đủ, đất ôm hai mặt tiền đường nha mọi người. Một mặt tiền đường kênh và một mặt tiền đường đất. Nó chạy dài khoảng độ là 600m nha, phù hợp cho xe bán tải đi vào nha quý anh chị. Còn là thường cái xe ô tô gầm thấp của mình á, đi thì lâu lâu nó có chỗ nó sẽ bị sạc cái gầm nha quý anh chị. Hiện tại cái mảnh đất này á, thì trên cái đất bác chủ đang trồng hơn 3.000 trụ thanh long nha quý anh chị. Và có một cái chòi nhỏ, một cái ao cá, nói chung là điện nước đầy đủ luôn. Bên Như Ý có lay cam một cái khu vực sinh sống xung quanh cũng như là quay cận cảnh giáp ranh và đề cập tất cả các thông tin trên cái video này luôn. Cho nên cô chú quý anh chị mình bỏ ra ít phút thời gian của mình để mà theo dõi kỹ trên cái video này, để mà mọi người có thể nhìn ngắm và nghe được tất cả các thông tin mà Như Ý đưa lên nha. Cũng như là rất mong được sự yêu quý của mọi người cho Như Ý xin một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ để ủng hộ kênh cho Như Ý nha. Như Ý cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là thực tế nhất cái đám thanh long này. Hiện tại thanh long bây giờ đang là hàng mùa, giá cả cũng cực kỳ là ổn định luôn nha quý anh chị. Đang đu một cái lớp trái và một cái lớp búp mới ra khá là ok. Chất đất là đất thịt, còn tương đối là bằng phẳng nha quý anh chị. Hiện tại thì cái mảnh rẫy này đang cách cái đường cao tốc đang làm là 3 km, cách quốc lộ 1A, cái đường đi Nam Bắc Sài Gòn thì khoảng độ là 5 cây. Còn từ mảnh rẫy mà mọi người muốn di chuyển ra ngoài trường học, trạm y tế, ủy ban nhân dân xã thì khoảng độ là 10 cây nha quý anh chị. Từ thành phố Phan Thiết mà mình di chuyển về tới mảnh đất này thì khoảng độ là 35 cây. Thường thì từ Phan Thiết phải đi ngược vào nha mọi người. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi ra tới mảnh đất này thì chỉ mất tầm độ khoảng 160 đến 180 cây thôi nha quý anh chị. Tại vì đất này nó cũng đi ngược đường vào trung tâm huyện, cho nên là đi thẳng vào trong Đồng Nai, cho nên là từ Sài Gòn ra thì nó khá là gần. Đây là cái mặt tiền đường của cái mảnh đất hai bên nè. Còn khu vực này là cái ao của bác chủ nha. Ao khá là lớn, nước rất là nhiều. Nói chung cái này mình vừa sử dụng lấy nước tưới và vừa nuôi cá được khá là ok. Mảnh đất này nó ôm tới 600m là mặt tiền đường, cho nên rất là dài luôn nha mọi người, khá là ok luôn. Hiện tại cái giá bác chủ đang đưa ra là 250 triệu một sào, có thương lượng nha mọi người. Cô chú quý anh chị nào mình có quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho Như Ý qua hai số điện thoại mà Như Ý đã ghim trên màn hình, hoặc là mọi người kết bạn qua Zalo với Như Ý. Như Ý sẽ gửi sổ cũng như là trao đổi với mọi người qua Zalo một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất luôn nha. Còn mọi người muốn thương lượng được cái giá cả thì trước tiên mọi người phải đi xem đất và quyết định mua đất thì mọi người mới thương lượng được cái giá cả với bác chủ nha. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này của em, và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp lần sau nha. Ở dưới kênh của Như Ý còn rất là nhiều mảnh đất khác nhau để cho tất cả mọi người tham khảo. Thì khi mà quý anh chị nhấn vào nút đăng ký thì hãy nhấn vào cái chuông để hàng ngày Như Ý đưa đất lên thì quý anh chị mình sẽ nhìn ngắm và tham khảo được rất là nhiều mảnh đất mà Như Ý đưa lên nha. Cái mảnh đất này thì nó ôm bao quanh cái đường 600m, cho nên khá là dài nha quý anh chị. Đường cũng khá là rộng cho nên là ô tô vào được tận nơi. Em cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người nha.